Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 2 tháng 3 năm 2023. Giá gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hôm nay duy trì ổn định. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về cũng ổn định, giá gạo ít biến động. Giá lúa trên đồng tiếp tục ở mức thấp. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam được điều chỉnh giảm xuống 5 đô trên tấn. Hiện gạo 5% tấm ở mức 443 đô, giảm 5 đô. Gạo 25% tấm mức 428 đô. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VFA nhận định, những biến động gần đây của thị trường là bình thường. Trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động thu mua để gom hàng giao cho đối tác. Vào thời điểm này, giá chỉ giảm nhẹ so với trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng ký được nhiều hợp đồng mới với giá khá tốt, nên xu hướng thị trường gần đây không đáng ngại. Bà con nông dân nên bình tĩnh, không cần bán ra vội sẽ bị thiệt về giá. Gạo tham khảo hôm nay như sau. Tại Sa Đéc, gạo IR504, gạo lứt 9.001 đến 9.003, gạo trắng đã tách màu 10.200 đến 10.300, gạo OM380, gạo lứt 9.001 đến 9.002, gạo trắng 10.003, 5451, gạo lứt 9.006 đến 9.850 đồng, gạo trắng là 11.300 đến 11.400. OM18 đài thâm 8, gạo lứt là 10.100 đến 10.200, gạo trắng là 11.600 đến 11.800. Sóc Miên, gạo lứt là 9.007 đến 9.008, gạo trắng là 10.700 đến 10.800. Tại khu vực Cái Bè, gạo IR504, gạo lứt 9.300 đến 9.500, gạo trắng là 10.600 đến 10.800. 5451, gạo lứt là 10.000 đến 10.200. Gạo trắng là 11.500 đến 11.800. OM18 đài thơm 8, gạo lứt là 10.200 đến 10.400. Gạo trắng là 11.800 đến 12.000. Sóc, gạo lứt là 9.800 đến 10.000. Gạo trắng là 11.000 đến 11.400. Tại khu vực Lấp Vò, gạo lứt các loại 504 9.000 đến 9.002, 5451 9.500 đến 9.007. Đài thơm 8 OM18 10.000 đến 10.100. Gạo sóc 9.700 đến 9.800. Tại khu vực Cần Thơ, gạo lứt các loại 504 9.000 đến 9.200, 5451 9.600 đến 9.700. Đài thơm 8 OM18 10.100 đến 10.200. Giá phụ phẩm các loại như sau: cám khô là 8.000 đến 8.100, tấm là 9.000 đến 9.100, trấu là 1.200 đến 1.500 đồng. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy theo chất lượng và ẩm độ nữa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm thông tin. Xin cảm ơn và kính chào.